Thưa quý vị, có thể bạn chỉ biết đến Thái Nguyên với những đồi chè xanh mướt được mệnh danh là đệ nhất danh trà, hồ núi Cốc huyền thoại nhưng đầy mộng mơ, hay những dãy núi đá vô điệp trùng là phần cuối sơn hệ Bắc Sơn. Nhưng mà trên thực tế thì Thái Nguyên còn sở hữu rất nhiều điểm đến thú vị, là tọa độ sinh thái hấp dẫn để con người tìm về miền yên trong tâm hồn. Trên bản đồ Việt Nam, vùng đất Thái Nguyên có dáng hình tựa như trái tim nơi lồng ngực đất mẹ. Nơi đây là vùng đất sơn thủy hữu tình, non xanh nước biếc, được tạo bởi thế núi, hình sông cùng những địa danh nổi tiếng mang sắc màu huyền thoại. Sẵn có những tài nguyên du lịch như vậy, Thái Nguyên đã bứt phá trở thành một trong những tọa độ hấp dẫn du khách để trải nghiệm nhất. Đặc biệt vài năm trở lại đây, rất nhiều mô hình du lịch sinh thái được mở ra, góp phần không nhỏ vào sự lớn mạnh của vùng đất cửa ngõ thủ đô này. Trong đó không thể không kể đến trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân tọa lạc tại thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên. Một nguồn cảm hứng về một miền trung du núi non trùng điệp, cây cối dịu mát quanh năm đã định hình cho trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân. Ngay từ buổi đầu thành lập, những công trình biểu tượng về cảnh quan mang hơi thở vùng Đông Bắc nằm trong không gian rộng lớn trên 6,5 hectare. Ở nơi đây là quần thể bao gồm các khu trưng bày đá quý, đá phong thủy, tranh đá quý, nhà hàng ẩm thực, trung tâm tổ chức sự kiện và khu vườn sinh thái đẹp mắt với hàng trăm cây cảnh, cây thế, nhiều chủng loại. Khuôn viên bố trí hài hòa độc đáo, đón trên 200.000 lượt du khách tham quan mỗi năm. Không hẹn mà gặp, trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân là nơi hội tụ của những người có chung tình yêu với thiên nhiên. Xúc cảm ban đầu về một vùng đất xanh nằm ngay trong lòng thành phố Sông Công thực sự đã chinh phục những vị khách ghé thăm và trải nghiệm ngay từ lần đầu tiên. Bản thân tôi đến lần này là lần thứ 3 tại khu du lịch sinh thái Dũng Tân. Sau khi lần thứ nhất đến, tôi rất ngỡ ngàng. Về đây thực sự là mắt nhìn thấy tay sờ đến, mà chúng tôi cảm nhận, mà chị em chúng tôi không bao giờ quên được. Dù đi đâu hoặc làm ở đâu, hoặc đi tất cả trong nước, ngoài nước, thì chúng tôi vẫn nghĩ là cái khu du lịch sinh thái Dũng Tân là một cái khu rất đẹp, mà thể hiện được cả cái từ phong cách, từ cách tiếp đón khách cho đến chủ của là khu du lịch này tiếp đón rất nồng nhiệt và để cho khách mến mộ. Thứ hai nữa là một cái cảm quan, chúng tôi thấy là từ cái cây cảnh, phải nói là chúng tôi ngỡ ngàng như một cái khu của một cái nước Đài Loan, Thái Lan mà chúng tôi đã đi rồi. Về đây cũng không bằng khu du lịch sinh thái của Dũng Tân, mà đây là cái món mà tinh thần tốt nhất của chị em phụ nữ chúng tôi, mà để cho chúng tôi có một cái ấn tượng không bao giờ quên được. Tôi lần hôm nay mới đi lần đầu tiên, nhưng mà đến đây thấy nhất là phong cảnh đẹp và thoáng mát, và thấy nói chung mọi thứ được như ý tại nguyện luôn. Tôi đến các khu phong cảnh ở ngoài kia và các chỗ vườn cây và bể cá, cứ chỗ nào cũng thấy đẹp. Tiếc quá là mùa lạnh, nếu là mùa nóng thì tôi còn xuống bể bơi nữa cơ. Có lẽ là nếu những ai đặt chân đến trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân thì ấn tượng đầu tiên có lẽ là hàng trăm các loại cây cảnh đủ các thế, từ những dòng cây cảnh truyền thống đẳng cấp như là tùng La Hán, tùng Cối hay là Nguyệt Quế, Mai Chiếu Thủy, Linh Sam, đến dòng cây phổ thông như là xanh, si, lộc vừng, và đến dòng cây ăn quả, cây hoa như vú sữa, khế, me, ổi, xoài, si rô, tất cả đều được tạo hình chăm sóc cắt tỉa theo nhiều dáng thế khác nhau. Mỗi dáng cây thì đều được tạo hình đẹp mắt và mang một phong cách đặc trưng, thể hiện sâu sắc tinh thần, hồn cốt Việt và văn hóa Việt. Trong không gian tươi mát của cỏ cây, du khách khó lòng mà có thể rời bước. Ai cũng cố gắng chậm lại, chỉ đơn giản là để tận hưởng sự thư thái, bình an và gạt bỏ đi những bộn bề lo toan của cuộc sống thường nhật. Thưa quý vị, trong bức tranh cảnh sắc đầy cuốn hút, trung tâm thương mại và du lịch Dũng Tân tạo điểm nhấn với khu hồ cá koi mang đẳng cấp quốc tế mà quý vị đang theo dõi đây. Tại khuôn viên này thì nổi bật và tạo ấn tượng mạnh nhất đó là thác nước cao làm từ những khối đá lớn đổ ào xuống làn nước hồ trong xanh, nơi những đàn cá koi nhiều màu sắc đang tung tăng bơi lội, thấp thoáng bóng chùa tháp phong thủy trên đỉnh đồi. Con đường đá hoa xanh ôm lấy trọn lòng hồ, cong cong uốn lượn, mềm mại như dải lụa xanh,
làm cho du khách như lạc vào chốn Bồng Lai. Bên cạnh hệ thống sân vườn quốc gia thì là hệ thống bể bơi Dũng Tân. Như quý vị có thể thấy là bể bơi khu vực này với diện tích 3.000m2 bao gồm 2 bể liên hoàn nhau. Trong đó, một bể bơi đủ tiêu chuẩn phục vụ luyện tập thi đấu cấp quốc gia, một bể bơi dành cho trẻ nhỏ sử dụng hệ thống lọc thải tuần hoàn nhập khẩu Tây Ban Nha. Nên chất lượng nước luôn được đảm bảo an toàn, không gây kích ứng da và phù hợp với mọi độ tuổi. Đây là dự án xanh được công ty sử dụng thiết bị hiện đại và nguyên liệu tối ưu nhất góp phần bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, được ôm trọn bởi vườn hoa nhiều hương sắc, hồ sinh thái rộng hơn 4.000m2, lặn sóng lại là nơi quý vị và các bạn có thể chơi thiên nga đạp nước, ngắm hoa, thả hồn mình vào không gian ngát hương và bình yên. Thưa quý vị, đến với Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân thì ở đây có trưng bày hàng nghìn các sản phẩm đá quý, đá tự nhiên, đá phong thủy, đá năng lượng với hình thức rất đẹp mắt. Có lẽ là độc đáo nhất là bức tranh ngọc nguyên khối lớn nhất châu Á được xác lập kỷ lục ngày 25 tháng 10 năm 2013. Bức cửu long tranh châu bằng ngọc nguyên khối Pakistan được chế tác bởi các nghệ nhân tài hoa người Đài Loan và được đấu giá tại Hội chợ Thương mại Đá quý Bắc Kinh Trung Quốc tháng 4 năm 2010. Tại Dũng Tân thì mọi du khách còn có cơ hội được tận mắt quan sát quá trình làm tranh đá quý tại phòng sản xuất tranh của công ty. Đây là quá trình thủ công từ khâu gia công đá bắt đầu cho đến khi hoàn thiện bức tranh. Phụ thuộc vào tay nghề, sở trường của từng nghệ nhân mà mỗi bức tranh sẽ mang vẻ đẹp riêng có nhưng vẫn không kém phần hài hòa tinh tế. Dũng Tân cũng là nơi tư vấn thiết kế, chế tác đồ trang sức gắn đá quý tự nhiên 100% các loại ruby, sapphire, peridot, tourmaline. Chính vì vậy mà quầy trang sức của Dũng Tân là nơi khách hàng được yên tâm chọn lựa, mua sắm những sản phẩm trang sức đa dạng từ đá quý của mình cho người thân và là món quà cao cấp, độc đáo để biếu và tặng. Khu tổ chức sự kiện ở Dũng Tân có hệ thống sảnh tiệc lớn, linh hoạt với sức chứa 1.000 khách, được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đội ngũ nhân viên phục vụ chuyên nghiệp. Nơi đây sẽ luôn là sự gợi ý tuyệt vời cho những buổi tiệc cưới, hội nghị đẳng cấp. Không cần đi xa, ngay trên tầng 2 của Trung tâm Thương mại Dũng là nhà hàng ẩm thực. Ở đây phục vụ các món ăn truyền thống đã giữ vị trí đặc biệt trong trái tim người Việt. Đó là bánh chưng thịt mỡ, dưa hành, gợi nhắc về ngày Tết cổ truyền. Là bánh do, bánh sắn, giản dị nhưng mang hương vị của bà, của mẹ, chốn quê nhà. Những món ăn được các đầu bếp hàng đầu của Thái Nguyên chế biến không chỉ đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, giúp thực khách ngon miệng mà còn gợi lên xúc cảm mãnh liệt cho mỗi người. Trong bối cảnh thị trường thực phẩm còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ thiếu an toàn, mô hình nông nghiệp sạch từ trang trại đến bàn ăn đã và đang nhận được sự đón nhận hưởng ứng của đông đảo khách hàng. Nguồn gốc rõ ràng, quy trình khép kín, sản xuất hoàn toàn theo hướng hữu cơ. Đó là những lợi thế quan trọng để mô hình này có lợi thế duy trì, phát triển, đặc biệt trong xu thế phát triển của nền nông nghiệp hiện nay đang hướng đến. Đó là xanh, sạch và an toàn. Đặc biệt, suốt 2 năm qua, Dũng Tân tập trung đầu tư mô hình 3F, Feed, Farm, Food, từ trang trại đến bàn ăn. Một trang trại rộng trên 30 ha được quy hoạch xây dựng các khu chuồng trại, hồ nuôi, nhà lưới, đảm bảo chăn nuôi các loại gia súc, gia cầm và rau sạch theo mùa. Tại đây, việc nuôi trồng được thực hiện hoàn toàn hữu cơ, theo phương pháp nuôi trồng truyền thống dài ngày để cho ra những thực phẩm sạch, tươi, ngon.
từ trang trại đến bàn ăn, đúng như mục đích của nhà đầu tư dành cho mô hình này. Sau khi có thành phẩm, các sản phẩm được mang đi tiêu thụ, phục vụ nhu cầu thưởng thức văn hóa ẩm thực dành cho những du khách đến tham quan, trải nghiệm tại Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân. Chính khách, bầu bạn, doanh nhân, văn nghệ sĩ và du khách khi đến đây chiêm ngưỡng, thán phục trước tài hoa của các nghệ nhân từ những chất liệu mộc mạc là đá và cây đã tạo tác nên thiên nhiên vạn cảnh này. Trải qua thời gian, bằng nguồn vốn chủ sở hữu và tự chủ hoàn toàn, công ty trách nhiệm hữu hạn Dũng Tân đã xây dựng trung tâm thành một quần thể nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí, đẳng cấp. Một công trình văn hóa hòa quyện với thiên nhiên sinh thái, xinh đẹp, hữu tình, để lại ấn tượng cho du khách gần xa. Nếu như bạn muốn tìm một chốn tĩnh tại, tạm quên những ồn ào hàng ngày và ồn ào của phố thì nơi đây đủ độ cho du khách sống trong thiên nhiên và cùng với thiên nhiên. Mỗi thành viên của Dũng Tân đều chung một tâm nguyện. Bất kỳ ai đến đây cũng cảm nhận được giá trị của cuộc sống. Thưa quý vị, Trung tâm Thương mại và Du lịch Dũng Tân đã trở thành hình mẫu của một khu du lịch sinh thái trong lành và an yên với môi trường và tiêu chuẩn dịch vụ không ngừng được nâng cao. Sự tận tâm và chỉn chu trong mỗi loại hình dịch vụ chính là nội lực mạnh mẽ để Dũng Tân tăng tốc trên hành trình trở thành điểm đến hấp dẫn nơi trái tim miền Đông Bắc.